Sydney xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin và tiến độ của một dự án tọa lạc tại một vị trí vô cùng đắc địa ngay chân cầu Thủ Thiêm 1. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với The River Thủ Thiêm. Sở hữu vị trí đắc địa ngay giao lộ Nguyễn Cơ Thạch và đại lộ vòng cung Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng xóm của The River Thủ Thiêm là những đại công trình, những biểu tượng lịch sử và phồn hoa của Sài Gòn. Khi phía Tây Bắc có hướng nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, phía Tây Nam hướng ra cầu Thủ Thiêm 2 và dự án The Metropole Thủ Thiêm, phía Đông Bắc giáp với cầu Thủ Thiêm 1, phía Đông Nam thì nhìn về Sala Đại Quang Minh thông qua trục Nguyễn Cơ Thạch. The River Thủ Thiêm là dự án được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn City Garden Thủ Thiêm. Tập đoàn mẹ là Refico này đã phát triển hàng loạt các dự án lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể kể đến như là The Legend Tôn Đức Thắng, President Play quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, Central Point Phú Nhuận hay dự án ngay phía bên kia cầu Thủ Thiêm 1 với kiến trúc rất độc đáo là City Garden Bình Thạnh. Đôi nét về dự án The River Thủ Thiêm cho các bạn cùng nắm nhé. Thì The River Thủ Thiêm có khuôn viên đất rộng 15.378m2 với 3 tháp căn hộ cao từ 10 đến 16 tầng là River Tom Tower, River Sand Tower và River Hudson Tower. Thiết kế căn hộ cực kỳ đa dạng với những căn hộ 1 phòng ngủ diện tích trung bình 57m2, 2 phòng ngủ 84m2, 3 phòng ngủ 125m2 và những căn 4 phòng ngủ diện tích lên đến 185m2. Vào thời điểm mở bán, giá của The River Thủ Thiêm ở khung từ 6.000 đến 7.000 đô trên 1m2. Hiện tại theo Cine quan sát thì tiến độ của The River Thủ Thiêm gần như đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những khu phức hợp căn hộ và dịch vụ đáng sống mới tại khu đô thị Thủ Thiêm. Các bạn có thể chiêm ngưỡng những tiện ích đẳng cấp của dự án này và cùng nhau ngắm The River Thủ Thiêm về đêm. Các bạn đánh giá như thế nào về dự án The River Thủ Thiêm? Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở dưới phần comment nhé. Cũng như đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Cine để chúng ta không bỏ qua những lần cập nhật tiến độ và hạ tầng bất động sản. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở dự án tiếp theo.